Ta nhớ quá khứ vô lượng đời, trong kiếp qua tụ tinh tím Phật, thế giới thiện kiến nước tràn đầy, sản xuất 84.000 hoa, cõi ấy báo đẹp như đâu xuất. Như nhiều vật thực không thân nữ, chúng sanh tất cả đều quá sanh, cũng không dị thừa thuần nhất thừa. Mười phương thế giới chư Bồ Tát thấy cõi thiện kiến thọ an lạc, 32.000 chúng xuất gia, vô lượng nhân thiên phát giác tâm, tinh tiến Phật khen hạnh tinh tiến. Chỉ vì kiên cố trang nghiêm nói, nếu hay phát tâm siêng tu thiện, nhiếp tâm tư duy như pháp trụ, cần tinh tiến Phật vì kiên cố, phân biệt nói rộng 4 câu ấy, phát bồ đề tâm như pháp hành, tư duy được nhẫn như pháp trụ, nếu cầu chánh pháp gọi sơ pháp, như pháp mà nói gọi là tác, hiểu nghĩa chẳng sai tư duy tốt, tu tập pháp nhẫn như pháp trụ, nếu riêng bố thí gọi sơ pháp, cầu người nhận lãnh gọi là tác, thấy rõ vô thường tư duy tốt, chẳng thấy hai tướng như pháp trụ, cầu của đúng pháp gọi sơ pháp, thanh tịnh sanh sống gọi là tác, phá hoại sang tham tư duy tốt, chẳng sanh kiêu mạn như pháp trụ, xa lìa ác giới gọi sơ pháp, trì giới chẳng hư gọi là tác, điều phục người lỗi tư duy tốt, tịnh giới không kiêu như pháp trụ, xa lìa ác khẩu gọi sơ pháp, thân thường tịch tỉnh gọi là tác, ý nghiệp tịch tỉnh tư duy tốt, các pháp tịch tỉnh như pháp trụ, xa lìa hại tâm là sơ pháp, tu tập nhẫn nhục gọi là tác, nhìn giúp mình người tư duy tốt, nhẫn chẳng kiêu mạn như pháp trụ, khuyên dạy kẻ sân gọi sơ pháp, xa lìa kẻ ác gọi là tác, trong ngoài tịch tỉnh tư duy tốt, tâm không trước ngã như pháp trụ, xa lìa giải đãi gọi sơ pháp, siêng tu tinh tiến gọi là tác, biết rõ chân thiệt tư duy tốt, tu tập trợ đạo như pháp trụ, mới cầu pháp lành là sơ pháp, cầu rồi tu tập gọi là tác, niệm tâm thọ trì tư duy tốt, chẳng mất thiện pháp như pháp trụ, cầu nơi thiền chi gọi sơ pháp, tu tập tam muội gọi là tác, không tương tợ mạng tư duy tốt, không có lỗi lầm như pháp trụ, tâm niệm nơi huệ gọi sơ pháp, chứng được pháp môn gọi là tác, ủng hộ chánh pháp tư duy tốt, dũng kiện tinh tiến như pháp trụ, chánh niệm nhân duyên là sơ pháp, tu thiện phương tiện gọi là tác, quán xem nội pháp tư duy tốt, đã được giải thoát như pháp trụ, mới cầu văn tự gọi sơ pháp, thông đạt hiểu rõ gọi là tác, biết bất khả thuyết tư duy tốt, rõ không văn tự như pháp trụ, xa lìa ác hữu là sơ pháp, gần kề thiện hữu gọi là tác, nghe pháp hiểu đúng tư duy tốt, chẳng rời chánh pháp như pháp trụ, Phật pháp xuất gia là sơ pháp, trừ bỏ quan thân gọi là tác, tu tập pháp lành thiện tư duy, chẳng theo ý người như pháp trụ, thiểu dục sơ pháp đi túc tác, thích nơi tịch tỉnh tư duy tốt, trụ tịch tỉnh rồi giảng vô tranh, cũng tự tu tập như pháp trụ, theo giới mà học gọi sơ pháp, chẳng để phạm giới gọi là tác, trì giới không giới tư duy tốt, theo trí huệ giới như pháp trụ, chẳng nói thế sự là sơ pháp, thường thích tịch tỉnh gọi là tác, dễ nuôi dễ đủ thiện tư duy, quán sát vô thường như pháp trụ, thích tu thí giới gọi sơ pháp, nhẫn nhục tinh tiến gọi là tác, thiền và bát nhã tư duy tốt, trí cùng phương tiện như pháp trụ, bố thí nhiếp thủ là sơ pháp, ái ngữ nhiếp thủ gọi là tác, lợi ích cho người tư duy tốt, đồng sự nhiếp thủ như pháp trụ, tu từ là phát tu bi tác, tam thế vô nhị tư duy tốt, vì các chúng sanh tịnh thân tâm, tu tập hỷ xả như pháp trụ, hộ trì chánh pháp là sơ pháp,
thanh tịnh phước điền gọi là tát, trang nghiêm tự thân tư duy tốt, điều phục chúng sanh như pháp trụ, phá hoại ấm ma là sơ phát, rời phiền não ma gọi là tát, phá được tử ma tư duy tốt, dẹp phục ma địch như pháp trụ, tu tập thân niệm là sơ phát, tu tập thọ niệm gọi là tát, tu tập tâm niệm tư duy tốt, tu tập pháp niệm như pháp trụ, rành rẽ biết khổ là sơ phát, xa lìa nhân tập gọi là tát, chứng diệt chân thiệt tư duy tốt, tu tập trợ đạo như pháp trụ, tu tập tính căn là sơ phát, tu tập các lực gọi là tát, tu niệm tam muội tư duy tốt, tu tập trí huệ như pháp trụ, thân tâm tịch tỉnh là sơ phát, xa lìa tà kiến gọi là tát, quán rõ danh sắc tư duy tốt, tinh tiến chẳng hối như pháp trụ, không ngã ngã sở là sơ phát, không phược không giải gọi là tát, không khứ không lai tư duy tốt, pháp tánh bất động như pháp trụ, xa lìa kiêu mạn là sơ phát, trừ bỏ tham sân gọi là tát, quán 12 duyên tư duy tốt, lìa si hữu ái như pháp trụ. Nếu hay xa lìa tất cả tướng, phá hoại sở hữu các chướng ngại, đầy đủ thập lực tứ vô quý, hay nói công đức cần tinh tiến, Như Lai đối pháp tinh tiến này, 10.000 chúng sanh ngộ vô sanh, 5.000 Bồ Tát được pháp nhẫn, vô lượng trời người phát Bồ Đề, Bồ Tát kiên cố nay Thích Ca, tinh tiến vượt hơn chư Bồ Tát. Nếu muốn chứng được vô thượng đạo, nên tu tinh tiến như Phật trước. Bấy giờ Tu Bi Phạm Thiên hỏi Hải Huệ Bồ Tát rằng: Bạch Đại Sĩ, nói là Phật Pháp ấy, thế nào gọi là Phật Pháp? Hải Huệ Đại Bồ Tát nói: Thưa Thiên Tử, Phật Pháp ấy tên là Tất Cả Pháp, Tất Cả Pháp ấy tên là Phật Pháp. Như Phật Pháp tánh tức là Tất Cả Pháp tánh, như Tất Cả Pháp tánh ấy tức là Phật Pháp tánh, Tất Cả Pháp tánh cùng Phật Pháp tánh không hai, không sai biệt. Tất cả Pháp tịch tỉnh, Phật Pháp cũng tịch tỉnh. Tất cả Pháp rỗng không, Phật Pháp cũng rỗng không. Thưa Ngài Thiên Tử, tất cả Pháp tức 12 nhân duyên, Bồ Đề ấy cũng là 12 nhân duyên. Tu Bi Phạm Thiên nói: Bạch Đại Sĩ, luận về Phật Pháp ấy phải chăng là chẳng quá tam giới Pháp ư? Hải Huệ Đại Bồ Tát nói: Thưa Thiên Tử, tam giới cùng Phật Pháp tánh không sai biệt, tam giới tánh bình đẳng, Phật Pháp tánh bình đẳng, không có hai tướng. Dĩ như hư không, không có tăng giảm, Phật Pháp cũng như vậy, không có tăng giảm. Vì tánh rỗng không, nên không có thượng, không có hạ. Nếu ai muốn thấy Phật Pháp thì nên quan sát như vậy. Lại này Thiên Tử, luận về Phật Pháp ấy, chẳng phải xứ, chẳng phải chẳng xứ, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải sanh, chẳng phải vàng đỏ trắng, chẳng phải màu tạp, màu lưu ly, màu hư không giới, lìa màu sắc không có màu sắc, chẳng phải có hình chất vuông tròn dài vắng, không có tướng, không có các tướng, không có phược, không có giải, không có tướng như vậy gọi là Phật Pháp, không có tướng, không có cú, không có văn tự, là thanh tịnh tịch tỉnh, nghĩa là rỗng không, là nghĩa không có tướng, là nghĩa không có tích tụ, là nghĩa rốt ráo không có xuất sanh, là nghĩa giác tri. Nghĩa tịch tỉnh ấy là chẳng tuyên nói được, chẳng nhìn được, chẳng thấy được. Nghĩa tịch tỉnh ấy là nghĩa không. Nghĩa không ấy là nghĩa không tích tụ. Nghĩa không tích tụ ấy là nghĩa chân thiệt. Nghĩa chân thiệt ấy là nghĩa rốt ráo bất xuất. Nghĩa rốt ráo bất xuất ấy là nghĩa bất diệt. Nghĩa bất diệt ấy tức là nghĩa không có xứ. Nghĩa không xứ ấy tức là pháp tánh. Pháp tánh ấy tức là Phật Pháp. Đây gọi là hữu học pháp, gọi là A-la-hán pháp, gọi là duyên giác pháp, gọi là Phật Pháp. Phật Pháp như vậy cùng các pháp khác cũng không có trụ xứ, bất xuất bất diệt, không có sắc xanh vàng đỏ trắng, không có hình vuông tròn dài vắn, không có tướng mạo, không có sáng, không có tối. Tất cả các pháp bình đẳng vô sai biệt.
Người cầu Phật Pháp gọi rằng Phật, Phật Pháp và tất cả Pháp. Đại Bồ Tát ngồi đạo tràng dưới cội Bồ Đề mới có thể rành rẽ rõ ràng chân thiệt biết thấy. Tại sao? Vì Phật chánh Pháp không có trụ xứ vậy. Tất cả các Pháp cũng không có trụ xứ. Phật Pháp bất khả đắc, tất cả các Pháp cũng bất khả đắc. Phật Pháp bình đẳng, tất cả các Pháp cũng bình đẳng. Nếu không có nhân duyên thì không có chủng tánh. Nếu không có chủng tánh thì không có xuất, không có diệt. Nếu không có xuất diệt thì gọi là chân thiệt. Biết chân thiệt ấy tức là thiệt tánh. Các Pháp quá khứ vị lai hiện tại tức là Phật Pháp. Tại sao? Vì thông đạt tam thế không có chướng ngại vậy. Không chướng ngại ấy tức là Phật trí. Phật trí ấy tức là 18 Pháp bất cộng. Pháp bất cộng ấy nhiếp tất cả Pháp. Vì thế nên tất cả các Pháp tức là Phật Pháp. Các Pháp cùng Phật Pháp không có hai, không sai biệt. Tu Bi Phạm Thiên nói: Bạch Đại Sĩ, nay Đại Sĩ có rõ ràng thấy Phật Pháp chăng? Hải Huệ Đại Bồ Tát nói: Thưa Thiên Tử, Phật Pháp chẳng phải sắc hình, chẳng thể nhìn thấy được. Sao Thiên Tử lại nói là rõ ràng thấy Phật Pháp ư? Tất cả các Pháp đều chẳng thể thấy được. Luận về rõ ràng ấy tức là Phật Pháp, không có hai tướng sai biệt. Tu Bi Phạm Thiên nói: Bạch Đại Sĩ, sao Đức Như Lai cớ chi nói rằng Phật biết thấy tất cả các Pháp? Hải Huệ Bồ Tát nói: Thưa Thiên Tử, Như Lai Phật Pháp nếu có định tướng mới có thể nói được rằng rõ ràng biết thấy. Bạch Đại Sĩ, Phật Pháp không có ư? Thưa Thiên Tử, Pháp nếu là vô định thì chẳng thể nói có, chẳng thể nói không. Nếu chẳng thể nói có tướng, không có tướng thì làm sao nói được rằng rõ ràng biết thấy? Bạch Đại Sĩ, tại sao Đức Như Lai nói các Phật Pháp? Thưa Thiên Tử, như nói hư không, mà tánh hư không thiệt, không có định tướng, Phật Pháp cũng vậy. Bạch Đại Sĩ, Phật Pháp như vậy chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát lúc mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, nghe Pháp như vậy mà chẳng kinh, chẳng sợ, cũng là chẳng thể nghĩ bàn. Tánh chánh giác cũng chẳng thể nghĩ bàn. Thưa Thiên Tử, người được Đức Phật gia hộ mới có thể phát được tâm vô thượng Bồ Đề ấy. Vì thế nên nghe Pháp như vậy mà chẳng kinh chẳng sợ. Thưa Thiên Tử, nếu người có tham trước thì sanh lòng kinh sợ. Người không có tham trước thì không có kinh sợ. Người luyến tiếc thân mạng thì sanh lòng kinh sợ. Người không luyến tiếc thân mạng thì không có kinh sợ. Người có chướng ngại thì sanh lòng kinh sợ. Người không có chướng ngại thì không có kinh sợ. Tham trước ngã và ngã sở thì sanh lòng kinh sợ. Người dứt ngã và ngã sở thì không có kinh sợ. Bạch Đại Sĩ, Đại Bồ Tát có sức lực gì mà khi nghe Phật Pháp thậm thâm chẳng sanh lòng kinh sợ? Thưa Thiên Tử, có tám thứ lực lúc nghe Phật Pháp thậm thâm thì chẳng sanh lòng kinh sợ. Đó là trụ lực, thiện hữu lực, đa văn lực, thiện căn lực, thiện tư duy lực, phá kiêu mạn lực, đại từ bi lực và dư pháp trụ lực. Thưa Thiên Tử, Bồ Tát có đủ tám sức lực như vậy thì khi nghe Phật Pháp thậm thâm chẳng sanh lòng kinh sợ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen Hải Huệ Bồ Tát rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử có thể khéo tuyên nói các lực của Bồ Tát. Đúng như lời ông nói, Bồ Tát có đủ các lực như vậy thì nghe Phật Pháp thậm thâm không sanh lòng kinh sợ. Này thiện nam tử, tất cả ngôn thuyết gọi đó là âm thanh. Tánh Bồ Đề chẳng thể nói được, cũng chẳng thể thấy được. Chẳng thể nói, chẳng thể thấy, gọi đó là đệ nhất nghĩa. Đức Như Lai rõ ràng biết thấy, chẳng thể tuyên nói được như vậy. Vì thương chúng sanh nên tuyên nói cho họ: Bồ Đề chẳng phải tâm, cũng chẳng phải tâm sở, huống là âm thanh văn tự. Này thiện nam tử, vì thương các chúng sanh nên Đức Như Lai giác ngộ Pháp thậm thâm. Giác ngộ Pháp thậm thâm rồi, không có tri, không có giác, không có tâm, không có tâm sở, không có thanh, không có tự, chẳng thể tuyên nói được. Vì chúng sanh nên Đức Như Lai nói có văn tự âm thanh thứ đệ. Này thiện nam tử,
Như hư không chẳng phải là sắc pháp, chẳng thể nhìn thấy, chẳng phải đối, chẳng phải tác. Có người vẽ giỏi, vẽ hư không làm hình tượng, hoặc là nam, hoặc là nữ, là voi, là ngựa. Người vẽ giỏi như vậy có thể nghĩ bàn được chăng? Hải Huệ Đại Bồ Tát, bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thể nghĩ bàn được. Đức Phật nói: Này thiện nam tử, việc ấy còn có thể tin được. Đức Như Lai Thế Tôn biết rõ chẳng thể tuyên nói được, mà có thể diễn nói, sự ấy rất là khó. Dầu là diễn nói pháp chẳng thể tuyên nói được, nhưng Như Lai chân thiệt biết tánh chẳng thể nói được. Này thiện nam tử, nếu người nghe pháp ấy mà chẳng kinh sợ, nên biết người ấy đã từ lâu ở chỗ vô lượng chư Phật Như Lai trồng các căn lành. Này thiện nam tử, kinh điển như vậy chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng biên chép giải nói, người này có thể thọ trì pháp tạng của tất cả chư Phật, nhiếp thủ tất cả chúng sanh, làm cho họ giải thoát. Này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát thấy rõ tất cả chư Phật trong vô lượng thế giới, thấy rồi liền mang thất bửu đầy cả những thế giới ấy dâng hiến cúng dường tất cả chư Phật Thế Tôn, người này được công đức chừng có nhiều chăng? Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Rất nhiều, bạch Đức Thế Tôn, công đức như vậy không thể ví dụ nói được. Đức Phật nói: Này thiện nam tử, chẳng bằng người ủng hộ chánh pháp vì thương mến chúng sanh mà thọ trì đọc tụng biên chép giải nói kinh điển này. Tại sao? Vì công đức pháp thí thắng hơn tài thí. Luận về tài thí tức là thế gian thí, pháp thí là xuất thế thí. Này thiện nam tử, nếu người hay hộ trì chánh pháp Phật thì được bốn sự nhiếp thủ, đó là được Phật nhiếp, được chư thiên nhiếp, được phước nhiếp và được trí nhiếp. Phật nhiếp chúng sanh còn có bốn sự: một là thường được thân cận chư Phật, hai là chúng ma chẳng được dịp, ba là được vô tận Đà La Ni, và bốn là được trụ bậc bất thối chuyển. Chư thiên nhiếp chúng sanh cũng có bốn sự: một là chỗ thuyết pháp được chư thiên trần thiết thanh tịnh, hai là lúc thuyết pháp mọi người thích nghe, ba là chẳng hề bị các nhân duyên khác làm tổn hại, và bốn là người chẳng tin thì tin. Phước nhiếp chúng sanh cũng có bốn sự: một là trang nghiêm nơi thân có 32 tướng và 80 tùy hảo, hai là trang nghiêm nơi miệng phàm lời nói ra được người thích nghe, ba là trang nghiêm Phật độ, và bốn là trang nghiêm chủng tánh như là Đế Thích, Phạm Thiên, Chuyển Luân Thánh Dương. Trí nhiếp chúng sanh cũng có bốn sự: một là biết rõ căn của chúng sanh mà tùy ý thuyết pháp, hai là biết bệnh khổ của các chúng sanh theo bệnh mà cho thuốc, ba là được đại thần thông đi khắp các Phật quốc độ, và bốn là rành rẽ thông đạt pháp giới. Này thiện nam tử, nếu người muốn được những công đức như vậy thì nên siêng tâm hộ trì chánh pháp. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói tụng rằng: Hay hộ chánh pháp hương chúng sanh, thọ trì kinh này và diễn thuyết. Phật nói một phần trong ngàn phần, dường như một giọt trong đại hải. Biết ơn báo ơn niệm Như Lai, người này đáng tin phó pháp tạng, cúng dường vô lượng mười phương Phật. Như vậy thì hay hộ Phật pháp, dầu thí trân bửu vô lượng quốc, chẳng bằng chí tâm tụng một kệ: Pháp thí tối diệu thắng tài thí. Vì vậy người trí phải hộ pháp mười phương chư Phật thiên long thần. Công đức trí huệ được nhiếp thủ, trang nghiêm tu hành các tướng hảo, người này đều do hộ chánh pháp. Thường gặp chư Phật thiện tri thức, thường nghe vô thượng chơn thiệt đạo, mau được vô lượng Đà La Ni. Người này đều do hộ chánh pháp, thân khẩu ý giới được thanh tịnh, đủ đại thần thông đi các nước, bất thối bồ đề đủ lục độ. Người này đều cho hộ chánh pháp, thế giới vi trần nói hết được. Công đức hộ pháp chẳng lường được, muốn được trí chẳng tuyên nói được, nên phải bền lòng nói chánh pháp. Bấy giờ trong đại chúng có một vị Bồ Tát tên là Công Đức Bửu Quang,
từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, quỳ dài chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai ở trong đại kinh điển này nói rằng Phật pháp chẳng thể tuyên nói được, nếu chẳng nói được thì làm sao có thể hộ trì? Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, này công đức Bửu Quang, đúng như vậy, đúng như vậy, Như Lai chánh pháp thiệt chẳng thể tuyên nói được. Đức Như Lai giác ngộ biết rõ pháp chẳng thể nói được, chánh pháp như vậy, dầu chẳng thể tuyên nói mà có tự cú, vì có tự cú nên có thể tuyên nói được. Tự cú như vậy mà thọ trì đọc tụng biên chép giải nói thì gọi là hộ pháp. Này công đức Bửu Quang, còn có hộ pháp là thấy có người thọ trì đọc tụng biên chép giải nói tự cú như vậy thì cúng dường cung kính thân cận lễ bái tôn trọng tán thán sanh ý tưởng là thầy, rồi ủng hộ cung cấp những y phục, uống ăn, thuốc men, giường ghế, phòng nhà, đèn đuốc. Nghe người ấy đối pháp thì khen rằng thiện tai, thủ hộ nhà phòng của dòng họ người ấy ở, cũng thủ hộ những người hầu cận giúp việc. Nghe điều xấu dở thì ẩn che, nghe điều tốt thì tán dương. Nếu có thể ủng hộ người thọ trì chánh pháp như vậy thì người này có thể ủng hộ Phật pháp tăng. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu có thể tu không vô tướng vô nguyện, người này tức là ủng hộ chánh pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, thấy có kẻ chê bán kinh điển Đại Thừa thì chẳng cùng ở với người ấy, cũng chẳng cùng ngôn ngữ đàm luận để điều phục tội của kẻ ấy, người này tức là hộ trì chánh pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu có người hay tu tập bi tâm, không có ý tưởng đến lợi dưỡng, uống ăn, thương mến chúng sanh, vì họ mà tuyên nói chánh pháp, đây gọi là người hộ pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu có thể chẳng thiết tân mạng mà thọ trì đọc tụng biên chép giải nói các kinh điển Đại Thừa như vậy, đây gọi là người hộ pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu nghe chánh pháp một chữ một câu mà đi một do tuần, nhẫn đến bảy bước trong khoảng thời gian thở ra hít vào, đây gọi là hộ pháp. Này công đức Bửu Dương, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp có Đức Phật hiệu là Đại Trí Thanh Lực Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thế giới tên Tịnh Quang, kiếp tên Cao Hiển. Thế giới Tịnh Quang ấy thuần là Thanh Lưu Ly Bửu, tất cả chúng Bồ Tát đều thành tựu vô lượng thí lực, có đủ thần thông trí huệ vô ngại. Tất cả Bồ Tát đều thọ thân trời, đều chí tâm, nghe Đức Phật Đại Trí Thanh Lực thuyết pháp, không có xuất gia, cùng tại gia sai biệt. Bấy giờ Thế Tôn ấy vì cớ hộ pháp nên ban tuyên chánh pháp cho các đại chúng. Trong pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu là Pháp Huệ bạch Đức Phật ấy rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp mà nói ủng hộ? Đức Đại Trí Thanh Lực Như Lai nói: Này Pháp Huệ, luận về lục nhập, nó thích tìm cầu cảnh giới, nếu có thể ngăn chỉ được thì gọi là hộ pháp. Nhãn thức ở nơi sắc gọi là phi pháp, nếu có thể xa lìa sắc thì gọi là hộ pháp. Nhẫn đến ý thức ở nơi pháp cũng như vậy. Này Pháp Huệ, nếu thấy nhãn rỗng không, thấy rồi chẳng nhìn xem, nơi sắc chẳng trụ trước nơi thức, đây gọi là pháp. Nếu chân thiệt biết rõ pháp như vậy thì gọi là hộ pháp. Nhẫn đến với ý pháp và thức cũng như vậy. Này Pháp Huệ, nếu pháp hay sanh trong pháp ấy, chẳng cầu, chẳng lấy, lòng chẳng tham trước, đây gọi là hộ pháp. Nếu có thấy pháp hay sanh tà kiến, ở trong kiến ấy chẳng cầu, chẳng lấy lòng, chẳng tham trước, đây gọi là hộ pháp. Nếu có vô minh chẳng thể tịnh tâm, ở trong cấu trực ấy chẳng cầu, chẳng lấy lòng, chẳng tham trước, đây gọi là hộ pháp. Này Pháp Huệ, nếu có một pháp sau khi đã cầu lấy rồi mà chẳng thể ban thí cho người thì pháp ấy là phi pháp, cũng là phi tỳ ni. Còn có thể ban thí cho người
tức là chánh pháp, tức là tỳ ni. Nếu có người không cầu, không thủ, không thí, tức là chánh pháp, tức là tỳ ni. Luận về có cầu thủ ấy, tức là phi đạo. Nếu chẳng ban thí ấy, tức là phi pháp, tức là phi tỳ ni. Nếu có thể ban thí, tức là chánh pháp, tức là tỳ ni. Chẳng thủ, chẳng cầu, chẳng thí, tức là bất xuất, bất sanh, bất diệt. Nếu chẳng phải xuất sanh và diệt, thì thế nào có thể thí được? Chẳng thể thí được ấy mới gọi là pháp, là tỳ ni. Tại sao? Vì chưa sanh phiền não làm nhân duyên chứng ngại, vì vậy mà vô tận ấy là vô xuất ấy gọi là pháp, gọi là tỳ ni. Nơi pháp như vậy, chẳng cầu, chẳng thủ, thì gọi là hộ pháp.